Đồ dùng học tập. Băng keo. Ồ, nó không dính. Băng keo ăn được. Kéo nó ra thêm. Rất ngon. Cục gom. Xói được nè. Mình không gom được hả? Vị caramel giống mùi sữa. Wow. Dao cắt hộp. Không phải dao, nó cong lại nè. Mùi kẹo dẻo jelly. Kẹo thiệt chua và ngọt rất nhờn. Quái vật. Nó giãn ra nè. Wow, thơm quá. Nó mùi dâu. Đừng. Nó vị caramel. Tuyệt quá. Đừng có để nó đứt. Vị dâu. Hai ba. Kẹo đá. Nó là kẹo. Nó là son bóng. Wow, nó bóng thiệt đó. Thật mịn màng. Đau quá. Một, hai, ba. Phấn trang điểm. Trắng lên kìa. Tới mình. Nó kỳ quá. Mùi thơm lắm. Là kẹo marshmallow. Ướt kem phô mai. Là mặt nạ. Đắp lên da nào. Mùi giống thạch jelly. Không, nó là thạch jelly. Nè. Cái đặc biệt. Hai ba. Là trái cây. Nó cứng quá. Là kem thoa tay. Để mình thử. Chua quá.